Chương trình nhạc lễ hướng dẫn và thực hành. Vào xem cho nó vui, cho nó qua ngày đoạn tháng ha. Dịch này mình cũng đâu có làm gì đâu, giữa anh em già chưa thức đánh chơi, giữa anh em mới đó, anh em đang tham khảo á. Còn anh em nào mà rành đó, anh em nào mà rành cứng rồi hay rồi, xem cho vui rồi mình đánh đấm chiến ha. Nó có khung 44, còn cái tay đầu đường thì cứ 2424. Cái tay phải các bạn mẻ sao nó về số 4 chuẩn thì cái hồi các bạn dứt thì nó dễ hơn, nó có cái số để cho mình dứt ha, chứ mình không có lừa sao vô được. Mình phải có cái 4 trong bên tay phải, cái tay trái vẫn giữ 2424 đó. Còn cái chạy mà 1-7 đó, cái này các bạn phải tập thường xuyên. Các bạn phải tập thường xuyên đánh mới được cái này nha, thôi là chạy vô là nó trẹo bắn họng à. Chạy nó một là nó mất vài nốt ở trong á, hai là cái tay khựng cứng, tập thường xuyên cho tay nó dịu. Chưa biết tán tụng á thì chưa biết đánh đấm chiến nhồi bắc nhồi nam như thế nào. Sẵn mình giao lưu đây, mình sơ lược qua để cho anh em hiểu luôn ha. Còn nếu nào mình hướng dẫn thì mình dẫn riêng. Giờ như giờ mình nhồi nam đi, nhồi nam thì giờ các bạn vô dẫn tệt bình thường ha. Nhưng mà hai tay nó có lối nhồi hai tay, một tay nó có lối nhồi là một tay, bởi vì mình nhồi một tay phải đánh trống, tay trái đánh đầu đường, thì hai cái thằng này nó làm việc, mỗi thằng nào nó làm việc. Còn mình đánh hai, mình nhồi trống hai tay thì hai tay làm việc chỉ là cái trống thôi, rất là dễ. Nhưng mà nhồi ra tay trống từ đầu rất khó, cái gì nó phải có cái rư nhồi hết. Các bạn nhồi cho nó hay và nó chuẩn xác ha. Thí dụ như nhồi hai tay đây,
đồ và tay trống thì mỗi thằng làm việc khác nhau thì rất là khó. Thì các bạn tập cho thường là làm được. Khi các bạn ra rồi thì cái mô đầu, cái cắt đầu nè là nó ngay cái chữ đền của người ta ha. Chứ khi mình ra, thí dụ mình ra mình cắt liền là bị sai ha, ra cắt liền bị sai, bởi vì cũng phải có cái nhịp hết. Đó, nó phải vô hệ thống nhịp nó mới được, chứ mình ra cái mình cắt liền là không được. Thí dụ như vậy là sai nè. Đó, các bạn cắt liền vậy là đi sai. Cắt liền vậy là sai. Đợi người ta chậm vô không được, ta chửi mình luôn á. Ví dụ phải có trường canh và nhịp. Còn cái chạy mà đấm chiến các bạn, chạy 1 tới 7 đó, để mình chạy kiểu á. Cái đôi này các bạn phải tập thường xuyên nha, tập thường. Rồi mình bỏ số 2, mình đến qua số 3. Đó, nó cũng có nó ra cái ảnh hưởng chạy đó, nhưng mà nó mắc nốt. Nếu các bạn nào mà chạy chưa có được từ 1 tới 7 thì chạy 1 tới 6. Nhưng mà phải ngăn cái nó thứ hai ha. Nếu mà chạy luôn thì chạy luôn số 2 không có ngăn. Đó, cái tay đầu đường vẫn giữ nha. Nhiều cái thế chạy ha. Đó, các bạn nào mà tập về phương thức nào tập. Còn có nhồi bài hạ. Nhồi bài hạ mà mình nhồi lơi đó các bạn, nó rất là khó nhồi. Còn nhồi lẹ thì rất dễ nhồi ha, nhồi lơi. Ví dụ như đờn ta đờn lơi thì mình nhồi. Cái phương thức này rất khó nhồi và các bạn phải tập. Đó, nhồi cái tốc độ này rất là khó nhồi nha, chứ không phải mà chậm mà dễ đâu. Nhồi lơi nó mới khó. Thà nhồi nam chậm nó dễ nhồi, còn nhồi bài hạ mà nhồi lơi nó hơi khó. Các bạn thường bị lủi lên lúc mà nhồi lơi. Nhồi thì nhồi lơi, nhưng mà chút ra thì nó có khúc rồi, nó lẹ quá đó. Nó phải có cái rơn nhồi. Rồi bây giờ mình nhồi khách 1 bài nữa các bạn. Đó, các bạn phải lẹ tay ha, lẹ tay và nó có khuôn. Thank you.
nhờ khách là vậy các bạn. Nhờ hai tay thì nó cũng rất là dễ, nhưng mà nhờ một tay trống đồ nó mới khó. Điểm đổ hay là mình nhồi tán bài này bài kia ha. Bây giờ đánh đổi thì anh em mình giao lưu vậy cũng có ích cho những anh em đang có cái nhu cầu tham khảo học á. Rồi các bạn nha.